giới thiệu với anh em, đây là Toyota Vigo, không quay biển số đâu. Đây, đây là đã nâng xenon rồi. Đây là bộ bi nguyên bản mà được nâng xenon. Dòng này thì nếu như mà đây này, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, nó rất là sáng. Bên cạnh là LED. Đấy, LED GVNE. LED này khủng khiếp à. Nào, đá ra nào. Thôi bật luôn, bật luôn. Bật luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Nhưng mà sẽ rất là ok cho anh em nó đi